nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chữa bệnh dị ứng nổi về đay và ngứa nha. Để chữa bệnh này, trước tiên chúng ta ấn bộ tiêu viêm giải độc gồm các huyệt sau: 26 nằm giữa hai đầu mày, nằm giữa hai đầu mày, đây là huyệt 26. Chúng ta sẽ day. Ba mươi lần, có thể dùng ngón tay hoặc là đầu bút hết mực. Huyệt thứ hai là huyệt số 3. Huyệt số 3 thì có cả ở bên tay trái và bên tay phải. Xác định như sau: từ chân của đường pháp lệnh, giữa tâm của mắt ra xuống. Chúng ta dùng ngón tay thì chúng ta nhanh hơn, một lúc được hai huyệt. Nhưng nếu dùng que giò hoặc cây bút hết mực thì chúng ta chỉ làm một bên trái trước phải sau. Tiếp theo là huyệt số 38, giữa nhân trung, đường cắt ngang qua giữa nhân trung, giao với lại đường pháp lệnh. Huyệt 38, bên trái trước bên phải sau, nếu dùng ngón tay chúng ta làm một lúc hai huyệt luôn. Huyệt thứ tư là huyệt số 50. Huyệt này chỉ có ở bên tay phải của chúng ta, chân của mũi giao với lại tâm của mắt, đường cắt ngang qua tâm mắt, đi qua đi lại chỗ này nó đau này. Chỉ có bên tay phải chúng ta. Huyệt tiếp theo là huyệt 41. Huyệt 350 nằm ở chỗ giữa này, thì huyệt 41 dịch ra nó nằm ở phía tiếp tiến với lòng đen, phía ngoài lòng đen và ngoài lòng đen. Cũng chỉ có ở bên tay phải của chúng ta. Huyệt tiếp theo là huyệt 16. Huyệt 16 nằm ở hai bên đỉnh tai của chúng ta, giáp với mặt đây này. Đấy, huyệt 16 hai bên chúng ta dùng ngón tay chúng ta ấn một lúc. Huyệt 60. Huyệt 60 xác định như sau: hốc mắt của chúng ta, cái xương mép trong hốc mắt, xương phía ngoài của hốc mắt phía dưới giao là chỗ này. Nếu chúng ta dùng que giò chúng ta gạch gạch này, nó sẽ có điểm nhún ở chỗ này. Mình vừa có điện thoại. Đến đâu rồi nhỉ? Huyệt 60 à? Huyệt 60 là bờ ngoài của, tiếp tiến với bờ ngoài của xương hốc mắt, giao với lại. Tiếp tiến ở xương hốc mắt phía dưới. Huyệt 57. Huyệt 57 xác định này. Đây nhá, chỗ này đi vào trong tai của chúng ta này, đi vào trong tai này, đang giữa luôn. Giữa này, đấy chỗ này đau này, đó, nó chỗ này đau. Đây, dùng ngón tay thì nó chiếm hết luôn, ấn vào sẽ thấy đau. Năm mươi bảy. Tiếp theo là huyệt 61. Huyệt 143 nằm giữa mũi. Giữa mũi luôn. Tiếp theo là huyệt 85. Tiếp tiến đến môi này. Thẳng cái khóe miệng này, bên trái trước bên phải sau.
Huyệt tiếp theo là huyệt số 29. Huyệt 29 nằm ở mép. Từ đây dịch ra một chút xíu. Nếu có quét rồi thì chúng ta gì nữa, chỗ này nó nún xuống đây là huyệt 29 này. Không có quét rồi chúng ta chỉ cần ấn ngay mép chúng ta này. Ấn hay ngay mép này, chúng ta sẽ thấy có một cái chỗ đau thì chúng ta cố ấn vào cái chỗ đau đó. Để số 5 nằm ở trên cái cánh mũi này, chỗ này. Cuối cùng là huyệt 17. Khóe mắt của chúng ta ra đường cắt ngang qua nhân trung, dùng ngón tay sau đó là chúng ta làm bước thứ hai, đó là chúng ta dùng các dị ứng nổi mề đay. Cái bộ huyệt dị ứng nổi mề đay thì chúng ta làm như sau. 41 chỉ có ở bên tay trái của chúng ta nha. Tiếp tiến bờ ngoài lòng đen, chân giao với chân mũi, chỉ có ở bên tay trái. Huyệt tiếp theo là huyệt 50, chỉ có ở bên tay trái, cũng là chân mũi nhưng mà là tâm của mắt. Tâm của mắt. Lúc nãy là 41 là vào ngoài lòng đen, đây là tâm của mắt. Dùng ngón tay thì nó cũng gần nhau. Huyệt 17. Huyệt số 17. Giờ mới xác định rồi. Cái mắt phía trong với giữa đi qua ngang nhân trung. Huyệt số 7 ở ngay cạnh đó, giữa cái lỗ mũi của chúng ta. Huyệt 60 vừa xác định rồi. Tiếp tiến của cái xương hốc mắt phía ngoài giao với lại xương hốc mắt phía dưới. Huyệt 85 bờ môi dưới, dưới khóe miệng. Nếu mà dị ứng do thức ăn thì chúng ta làm như sau, gồm các huyệt 61 chân của đường pháp lệnh, huyệt 50 chỉ có ở bên tay trái giữa của tâm mắt với lại chân mũi, huyệt số 3 huyệt số 26 giữa hai đầu mày, huyệt 60 hai cái gờ xương gốc mắt ở hai bên này phía ngoài làm với xương gốc mắt phía dưới. Huyệt 74 nằm ở chỗ này, mũi của chúng ta, chỗ phình to nhất của mũi chúng ta ở giữa luôn, giữa cái cánh mũi này luôn. Nói huyệt 74 nha. Huyệt 74 xác định như sau, trên cái xương này, chỗ này này. Đây 61 đây. 74 đây. 17. Huyệt số 0. Gờ tai của chúng ta. Huyệt số 0 nó bên dưới. Đi qua đi lại chỗ này đến đâu này.
Đấy là dị ứng do thức ăn thì chúng ta làm các huyệt đó. Và nếu như là bạn ngứa, ngứa khắp người, dị ứng quá hoặc bị ngứa nhiều quá, nổi mề đay, ngứa khắp người thì lúc đấy chúng ta sấy cái lưng nhá. Ví dụ đây là cái đầu, đây là cái lưng của chúng ta này, đây là cái eo, thì chúng ta sẽ dùng, chúng ta sấy ở chỗ này, máy sấy chúng ta sấy, hoặc chúng ta dùng tay chúng ta chà nóng, cho nó nóng. Có que giò, có cái que nhảy nhảy cứu thì chúng ta hơ hơ nóng ở cái vùng eo thắt lưng. Nếu đây là đầu này, đây là cổ này, đây là lưng này, sẽ hơ ở vùng thắt lưng này chúng ta đằng sau nha. Nếu mà chúng ta ngứa tay, ngứa vẫn còn ngứa các cái tay, các vùng chân khác nữa thì chúng ta ngứa hơ hai bên bả vai, hai bên bả vai, hơ vùng cổ. Vì mình quay lại thì mình không thể nào cho các bạn xem được, nên là mình sẽ hình dung ra đây là cái đầu, thì cổ đây thì có hai cái bả vai hai bên này. Sau đó là mình hơ cả cái bàn tay này nữa. Hơ hai bên bàn tay. Mình chà nóng cái gan bàn tay. Dùng nắm đấm này chà. Tương tự như vậy. Hoặc là bạn có thể dùng cái cây rau rệu giã ra, sau đó lấy cái nước của nó, hoặc là dùng nguyên cả cái cối rau rệu bạn giã đấy, bạn đổ nước vào, bạn bóp như kiểu là lọc cua ấy, bạn đổ ra chậu nước, chậu nước xong bạn lại cho nước vào trong cái cối rồi bạn lại đổ ra, đổ nước ra ra chậu cho nó hết cái chất ở trong cái cối đó đi. Rồi bạn bỏ bã, bạn nếu mà còn thiếu nước bạn hòa thêm một tí nước nữa vào và tắm. Đảm bảo sẽ hết luôn. Lặn tăm, con bé nhà mình đã làm vậy, mụn sần khắp người nhưng mà nó lặn đi trắng luôn, đỏ mà cuối cùng là trắng hết. Các bạn thành công nha.